14. Nghe hai chữ thường trụ mà được cảm ứng. Dương Châu có một vị cư sĩ, không tin lý đại bác niết bàn, thường trụ Phật tánh. Hơn nữa, không tin nghe hai chữ thường trụ mà không đọa đường ác. Ông ta nói, nghe cả bộ kinh điển còn không thoát khỏi đường ác, huống gì hai chữ. Sau đó, Cư sĩ bị bệnh nhẹ mà qua đời Tim còn chút hơi ấm Nên người thân chưa tổ chức an táng. Sau bảy ngày ông tỉnh lại nói Tôi đến thành vua Diêm Ma Vua trách mắng Người phỉ bán kinh đại thừa Quả báo ở A Tỳ Lúc này nhớ được nhân quả Thừa với vua rằng Vì phỉ bán nên đọa đường ác Vì nghe hai chữ thường trụ cũng có thể mở cửa đường ác lúc đó trên không bỗng hiện ra ánh sáng trong ánh sáng nói kệ rằng hoặc tin hoặc không tin vừa nghe chữ thường trụ quyết định không đọa ác liền sanh nước bất động vua diêm ma vui mừng thả về tự nói nhân duyên này rơi lệ mà tu hành lúc lâm chung được Phật ở nước bất động nhìn tiếp. Đại Tạng Kinh, tập 51, trang 847 Tam Bảo Cảm ứng Yếu Lược Lục Quyển Trung, truyện 70 Đoạn này cũng khiến chúng ta cảm thấy rất thù thắng, hy hữu, rất tán thán, rất cảm động, phải thế không? Nghe hai chữ thường trụ mà được như thế huống gì chúng ta lắng nghe thậm chí chuyên niệm nam mô a di đà phật công đức thù thắng không biết là bao nhiêu phần chắc phải là gấp trăm lần nghìn lần vạn lần trở lên dương châu ở đâu ở giang tô nhưng dương châu thời xưa khác hơn nhiều so với dương châu hiện nay gọi là cư sĩ chính là người tại gia thọ tam quy y thậm chí thọ giới vì học phật tu hành nên mới được gọi là cư sĩ lúc đó có một vị cư sĩ tuy học phật tu hành nhưng ông ta tin giáo pháp thông thường không tin nguyên lý đại bác niết bàn thường trụ phật tánh đại bác niết bàn nói ngắn gọn là niết bàn hai nghĩa như nhau chẳng qua đại bác niết bàn là chỉ cho đại niết bàn Niết bàn dịch là diệt độ viên tịch đại bác niết bàn chính là đại diệt độ đại viên tịch là cảnh giới hoàn toàn giác ngộ của phật tam pháp ấn của phật giáo chính là chư hành vô thường chư pháp vô ngã niết bàn tịch tỉnh để phán đoán một tôn giáo hoặc một tư tưởng có thuộc về phật giáo hay không chúng ta có thể dùng tam pháp ấn này để kiểm tra hợp với tam pháp ấn chính là tư tưởng phật giáo không hợp với tam pháp ấn thì không phải là tư tưởng phật giáo cho nên nếu không tin các pháp vô thường các pháp vô ngã niết bàn tịch tỉnh thì họ không phải là phật tử bởi vì mục đích tu hành của phật giáo là phải chứng được niết bàn tịch tỉnh không tinh lý đại bác niết bàn thường trụ phật tánh thường trụ chính là không tan biến không mất không thay đổi không diệt đi liên tiếp ba thời quá khứ hiện tại vị lai vượt khỏi thời gian mãi mãi tồn tại vĩnh viễn không sanh diệt thay đổi nhục thể có chết đi phật tánh thường trụ vĩnh viễn không chết ý niệm tư tưởng có thay đổi phật tánh thường trụ vĩnh viễn không thay đổi vĩnh viễn không tan mất vượt hẳn thời gian không gian đây chính là thường trụ thế gian không có thường trụ chỉ có bản tánh của mỗi cá nhân chúng ta là mãi mãi tồn tại không thay đổi cũng không tan mất đây chính là thường trụ bản tánh của chúng ta gọi là phật tánh chân như nhục thể của chúng ta có sanh, già, bệnh, chết, có luân hồi sáu đường. Nhưng bản tánh của chúng ta không hề lay động, không thêm bớt chút nào cả, không hề thay đổi. Tuyên nói giáo lý này là Phật giáo. Tôn giáo và triết học của thế gian có rất nhiều, nhưng đều không tuyên nói nguyên lý này. Có thể nói những gì họ nói đều không phải là chân lý bởi vì nếu là chân lý phải là xưa nay tồn tại mãi mãi tồn tại tồn tại khắp cả giống như đạo lý đại bác niết bàn thường trụ phật tánh được nói ở đây vậy có bộ kinh tên là kinh đại bác niết bàn bộ kinh này tuyên nói những đạo lý như lai thường trụ chúng sanh đều có phật tánh nhất xiển đề cũng có thể thành phật pháp và người được nguyên lý này nói ra có thể nói là đều vô cùng đáng quý vô cùng hy hữu khó có được nơi tuyên nói nguyên lý này nhất định có thần hộ pháp bảo hộ có trời người đang cung kính bởi vì nếu tuyên nói pháp này nghe được pháp này một mực thẳng tiếng tu hành pháp này thì có thể vượt khỏi luân hồi sanh tử ở sáu đường nơi ba cõi có thể thành tựu phật quả tương lai có thể độ khắp chúng sanh vì thế pháp này vô cùng đáng quý nghe hai chữ thường trụ không đọa đường ác vì thế người nghe được hai chữ thường trụ này thì sẽ không đọa vào đường ác vì cư sĩ này không tin thậm chí phê bình rằng dù nghe hết bộ kinh Đại Bác Niết Bàn, cũng e rằng khó thoát khỏi sự trầm luân nơi đường ác, huống gì chỉ nghe hai chữ thường trụ. Ông ta chỉ bình luận như vậy, liền tạo ra nghiệp nhân, phỉ bán pháp, tương lai nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Sau đó, cư sĩ bệnh nhẹ mà chết. Vua Di Ma trách móc rằng, người phỉ bán kinh đại thừa quả báo ở A Tỳ. Rồi sau, vị cư sĩ này chỉ mắc bệnh nhẹ mà qua đời, nhưng tim còn chút hơi ấm, cho nên người nhà tạm thời không dám đưa ông vào quan tài để chôn cất. Trải qua bảy ngày, rốt cuộc ông tỉnh lại, sám hối nói, lúc tôi chết, đi đến chỗ vua Diêm La, vua Diêm La lập tức giận dữ trách mắng tôi, nói tôi phỉ bán Phật Pháp Đại Thừa quả báo ở A Tỳ chỉ cho việc chắc chắn đọa vào địa ngục A Tỳ, ông vừa nghe, bỗng nhiên phát khởi trí tuệ. Ông nghĩ rằng đã phỉ bán hai chữ thường trụ mà có tội báo lớn như vậy, nhưng nếu quay đầu tin nhận, tôn trọng hai chữ này chẳng phải là có thể thoát khỏi quả báo này. Cho nên lập tức phân trừng với vua Diêm La rằng: Vì phỉ bán nên đọa đường ác vì nghe hai chữ thường trụ cũng có thể mở cửa đường ác. Chính là nói, giả sử vì nhân duyên phỉ bán mà đọa vào đường ác, như thế ông ta đã nghe qua hai chữ này, lập tức có thể mở cánh cửa đường ác. Ông nói xong đoạn này, trong không trung đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Trong ánh sáng lại có âm thanh nói bài kệ. Nếu tin, nếu không tin vừa nghe chữ thường trụ quyết định không đọa ác liền sanh nước bất động nghĩa là bất kể là tin hay không tin chỉ cần nghe đến hai chữ thường trụ quyết định không đọa vào đường ác hơn nữa tương lai vãng sanh về nước bất động nước bất động chính là cõi phật ở phương đông có phật a súc bệ được nói trong kinh a di đà a súc bệ chính là bất động nước bất động chính là cõi nước Phật A Súc Bệ. Vua Diêm Ma vui mừng thả về, tự nói nhân duyên này rơi lệ mà tu hành. Lúc lâm chung được Phật ở nước bất động nghinh tiếp, Vua Diêm Ma liền rất hoan hỷ, rất tán thán thả ông về nhân gian. Ông cải tử hồi sinh. Gặp nạn lớn không chết nên vô cùng cảm động. Hết mực sám hối và nói đoạn nhân duyên này. Hơn nữa đau đớn khóc than rơi lệ. Từ đó về sau chuyên tinh tu hành. Có thể nói là việc khó suy lường lúc lâm chung nhất định được Phật, Bồ Tát của nước bất động đến nghinh tiếp. Có thể nói là nhân như vậy, quả như vậy. Phàm phu trí tuệ cạn mỏng, chỉ có thể tin nhận vô điều kiện. Đoạn điển cố này thù thắng như nhau, đều khiến người ta ca ngợi như nhau, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy hy hữu, thù thắng càng làm người ta thấy khó tin. Bởi vì Phật pháp là cảnh giới của Phật, sự thông minh tài trí cạn mỏng của hạng phàm phu chúng ta, nếu suy lường cảnh giới của Phật thì giống như ánh sáng đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời là không thể sánh đặng phật pháp như biển lớn chỉ có niềm tin mới vào được cho nên đối với phật pháp chúng ta chỉ có thể tin nhận pháp môn tịnh độ là pháp môn của phật lực là pháp môn hoàn toàn tha lực là pháp môn cứu độ của phật a di đà chúng ta chỉ có thể hoàn toàn vô điều kiện nương theo giáo pháp mà thực hành bất luận là tin hay không tin tịnh hay bất tịnh có thể được như vậy thì đại thiện căn, đại phước đức đều ở trên thân chúng ta. Nếu nghĩ muốn dùng năng lực hữu lậu, hữu hạn của hạng phàm phu chúng ta để suy lường, để nghi ngờ thì mất đi đại thiện căn, đại phước đức, đại lợi ích rồi. Bởi thế, pháp môn tha lực này chúng ta không thể dùng quan điểm tự lực để suy xét, để đo lường quan điểm tự lực không thể làm tiêu chuẩn để đo lường pháp môn này pháp môn niết bàn chân chính ở đây nói thường trụ thật ra cũng như đang thuyết minh về nguyên lý niết bàn niết bàn có bốn đức là thường lạc ngã tịnh thường là thường hằng không thay đổi không mất đi lạc là bình an đầy hỷ lạc an lành ngã là không già không chết tồn tại vĩnh hằng không biến đổi tịnh là không có các sự ô nhiễm như tham sân si vọng tưởng tạp niệm là thanh tịnh vô cấu cho nên niết bàn cũng chính là phật tánh của chúng ta có đầy đủ bốn đức tính công năng này pháp môn này của chúng ta có thể nói là pháp môn niết bàn đại sư thiền đạo nói cực lạc vô vi niết bàn giới tùy duyên tạp thiện khủng nan sanh cố sử như lai tuyển yếu pháp giáo niệm di đà chuyên phục chuyên nghĩa là cực lạc là vô vi niết bàn tùy duyên tạp niệm e khó sanh thế nên như lai chọn pháp yếu dạy niệm di đà chuyên lại chuyên cực lạc là vô vi niết bàn là tịnh độ cực lạc của phật a di đà là cảnh giới vô vi niết bàn thế giới cực lạc đã là cảnh giới vô vi niết bàn chính là chỉ ra ba sự trang nghiêm của thế giới cực lạc đều là cảnh giới của niết bàn tức là cõi nước quốc độ trang nghiêm của Phật A Di Đà là cảnh giới niết bàn. Hơn nữa, bản thân chủ nhân Phật A Di Đà của thế giới Cực Lạc cũng là cảnh giới niết bàn. Hàng thánh chúng vãng sanh thế giới Cực Lạc cũng là cảnh giới niết bàn. Bởi vậy, nói về thế giới Cực Lạc thì có ba loại niết bàn. Một là quốc độ niết bàn hai là chủ phật niết bàn ba là chúng sanh niết bàn quốc độ chính là tịnh độ của thế giới cực lạc thuộc về y báo chủ phật là phật a di đà chúng sanh chỉ cho chúng sanh từ mười phương thế giới vãng sanh về thế giới cực lạc tất cả đều là thánh chúng của thế giới cực lạc nhưng thánh chúng này cũng là niết bàn bởi vậy y chánh chủ bạn của thế giới cực lạc đều là niết bàn cũng tức là y báo chánh báo cho đến chủ phật và chúng bồ tát đều bình đẳng như nhau đều là cảnh giới niết bàn một vị không có sai khác không có cao thấp nội chứng là niết bàn bình đẳng vô thượng ngoại tướng là niết bàn bình đẳng vô thượng cho nên Cả thế giới cực lạc, bất luận là y, chánh, chủ, bạn đều cùng là một tướng cảnh giới vi diệu niết bàn, như kinh vô lượng thọ nói. Các thanh văn, bồ tát, thiên nhân cõi đó đều có trí tuệ cao minh, thần thông thấu suốt, đều cùng một loại hình trạng không khác, đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Cho nên Người học pháp môn tịnh độ được Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi họ là hoa phân đà lợi. Đại Tổ sư Đàm Loan của chúng ta ca ngợi người học pháp môn này là không đoạn phiền não, được phần niết bàn. Như vừa mới giảng, niết bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Cái gọi là tịnh chính là thanh tịnh vô cấu không có những phiền não tham sân si cho nên muốn đạt được niết bàn thì ít nhất phải đoạn trừ phiền não nhưng xét về căn cơ của chúng ta có thể đoạn trừ phiền não được không chưa thể đoạn trừ được hơn nữa phiền não đầy rẫy vọng tưởng nặng nề mặc dù chúng ta chưa đoạn phiền não nhưng đã chứng được phần của niết bàn rồi điều này giống như côn trùng súc sanh được nói ở đoạn trước không phải trí tuệ công đức tu hành của chúng mà hoàn toàn nhờ vào sức bên ngoài tăng thượng duyên bên ngoài khiến cho chúng có quả báo như thế sở dĩ chúng ta có thể không đoạn trừ phiền não mà chứng được phần niết bàn đương nhiên không phải là trí tuệ và sự tu hành của chúng ta hoàn toàn là phật A Di Đà ban tặng công đức cho chúng ta. Hoàn toàn nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Cho nên nói, pháp môn Tịnh độ là tha lực, thậm chí là tha lực tuyệt đối, tha lực hoàn toàn, cốt lõi nằm ở đây, chỉ cần nương vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Nương vào câu sáu chữ hồng danh này, công đức vãng sanh ở trong đó, công đức thành Phật cũng ở trong đó công đức độ khắp chúng sanh cũng ở trong đó hơn nữa một khi vãng sanh thì đạt được tất cả cho nên pháp môn niết bàn chân chánh là pháp môn này đương nhiên nói về pháp những gì kinh đại bác niết bàn nói đó là pháp của niết bàn nhưng căn cơ chúng ta không thể đạt được nếu căn cơ không đạt được thì pháp không hợp với căn cơ pháp này hầu như không có tác dụng gì cả đối với chúng ta pháp cứu độ của phật a di đà cũng là pháp niết bàn đồng thời lại là pháp mà chúng ta có thể có được có thể đạt đến đối với chúng ta mà nói đâu phải nhất thiết chỉ có pháp mà kinh niết bàn nói mới là pháp môn niết bàn chân chính đâu mười mấy điển cố về quả báo ân điền kính điền đều đã nói xong Nếu có thể hiếu thuận cha mẹ Kính trọng tam bảo Nương vào Phật Pháp Thì có những quả báo thù thắng như thế Ngược lại Nếu bất hiếu cha mẹ Phỉ bán Phật Pháp Thì phải nhận lãnh quả báo đáng sợ Điều này cho thấy Sự thù thắng của Phật Pháp là đáng quý Chỉ ra trong Phật Pháp Tông tịnh độ là pháp môn tin nhận sự cứu độ của Di Đà là thù thắng nhất trong thù thắng là phương tiện đứng đầu trong phương tiện là vô thượng liễu nghĩa trong liễu nghĩa là viên đốn cao nhất trong viên đốn vượt khỏi tình thế lìa khỏi thấy biết không thể nghĩ bàn